Em nói nghe này, cái ly này chị lỡ làm rồi đó. Em nhờ cái bạn quay phim uống chị và chút trả tiền cho chị luôn nữa. Nghe nói là qua Hàn Quốc ai cũng nghĩ là chắc qua bển là giải phẫu thẩm mỹ đồ ghê gớm lắm, nhưng mà không hề nha, không hề giao kéo nha cả nhà nha. Phản ứng hải quan mới dễ sợ chứ. Hải quan nhìn chị, nhìn lại cái bát bo, tại lúc đó mặt chị còn sưng mà, nhìn lại bát bo. Ủa chị Trang hả? Ủa nhìn không ra hả em? Diều Nhi có tới nhưng mà nó không mua trà sữa uống. Nó nói nó uống trà sữa nó bị say. Ngày hôm sau chị đem trà sữa lên, chị bao cả sân khấu nó uống. Em chị không hiểu cái thái độ của nó. Mất lòng cái gì, nào giờ có thân thiết gì nhau đâu mà sợ mất lòng. Trấn Thành nói quá nhiều, nó nói mà nó không sợ ai buồn á. Giang cho thật sự trong nghề, nó là cái người mà đưa ra cho chị những cái ý kiến mà nó thay đổi cái guồng cuộc sống của chị.